chào mừng các em đến với tiết ôn tập môn giáo dục công dân trên truyền hình đài truyền hình hải phòng cô xin tự giới thiệu cô là nguyễn thị kim thanh hiện đang công tác tại trường trung học phổ thông lê trân hôm nay cô sẽ giúp các em hệ thống hóa nội dung kiến thức của chủ đề 2, quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Sau khi hệ thống hóa kiến thức, cô sẽ giúp các em làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung của chủ đề 2. Trong thời lượng phát sóng của chương trình, cô hy vọng rằng cô sẽ đem lại cho các em những bài học bổ ích. Quay trở lại nội dung của chủ đề 2, quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, chúng ta sẽ ôn 5 nội dung cơ bản. Nội dung thứ nhất: Bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Nội dung thứ hai: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Nội dung thứ ba: Bình đẳng trong lao động. Nội dung thứ tư: Bình đẳng trong kinh doanh. Nội dung thứ năm: Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Và với 5 nội dung kiến thức ngày hôm nay, thì tương ứng với nội dung của bài số 3, số 4 trong sách giáo khoa hiện hành. Các em có thể lấy sách giáo khoa và gạch chân sách giáo khoa những phần quan trọng để giúp các em có thể có những tiết ôn tập thật tốt. Cô trò chúng ta bắt đầu vào nội dung thứ nhất. Bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Trong nội dung 1 này, các em chú ý cho cô 3 phần. A nhỏ, khái niệm bình đẳng trước pháp luật b nhỏ công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ c nhỏ công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý chúng ta vào nội dung cụ thể a nhỏ thế nào là bình đẳng trước pháp luật bình đẳng trước pháp luật là mọi công dân nam nữ thuộc các dân tộc tôn giáo thành phần địa vị xã hội không phân biệt đối xử trong hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ hai, B nhỏ. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Thứ hai, các em cần chú ý cho cô, quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Thứ ba, mọi công dân đều được hưởng quyền phải thực hiện nghĩa vụ của mình, không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần địa vị xã hội. Nội dung thứ ba, công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Các em chú ý cho cô những nội dung cơ bản sau. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lý theo quy định của pháp luật vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử. Vừa rồi, cô cùng các em đã hệ thống hóa lại kiến thức của phần 1 Bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý với 3 nội dung cơ bản. Các em cần lưu ý cho cô, các em gạch chân những từ chìa khóa để các em có thể ôn tập thật tốt. Chúng ta tiếp tục vào phần 2. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Trong nội dung phần 2, các em chú ý cho cô hai nội dung. A nhỏ, thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. B nhỏ, nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Chúng ta vào phần A nhỏ, thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình. Trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai. B nhỏ. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Thì các em chú ý cho cô, trong nội dung này có 4 ý, các em cần phải lưu ý giúp cô. Thứ nhất là bình đẳng giữa vợ và chồng. Thứ hai là bình đẳng giữa cha mẹ và con. Thứ ba là bình đẳng giữa ông bà và cháu. Thứ tư là bình đẳng giữa anh chị em. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ ôn lại từng nội dung kiến thức một. Phần thứ nhất là bình đẳng giữa vợ và chồng. Thì bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện bởi hai mối quan hệ. Đó là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Với quan hệ nhân thân thì vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú, tôn trọng và giữ gìn danh dự nhân phẩm của nhau. Thứ ba, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhau. Thứ tư, giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau để phát triển về mọi mặt. Thứ năm, bàn bạc quyết định để lựa chọn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp. Thứ sáu là sử dụng thời gian nghỉ để chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Trong quan hệ tài sản thì pháp luật thừa nhận vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung. Thì các em chú ý cho cô ở đây tài sản chung giữa vợ và chồng là những tài sản được phát sinh trong quá trình hôn nhân. Ngoài ra pháp luật thừa nhận vợ chồng có tài sản riêng có quyền chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản riêng của mình tài sản riêng của vợ và chồng là tài sản có được trước thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản được cho tặng thừa kế riêng của vợ và chồng chúng ta sang nội dung tiếp theo là bình đẳng giữa cha mẹ và con Trong nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con, các em chú ý cho cô hai mối quan hệ, đó là cha mẹ đối với con và con đối với cha mẹ. Chúng ta đến với mối quan hệ đầu tiên, đó là cha mẹ đối với con. Thì cha mẹ đối với con, kể cả cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với các con. Cùng nhau yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng con. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập và phát triển của con. Không phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con. Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên. Không xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Đến với nội dung tiếp theo là con đối với cha mẹ phải có bổn phận, yêu thương, kính trọng, chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ Không được có hành vi xúc phạm ngược đãi cha mẹ Cô trò chúng ta đến với nội dung tiếp theo là bình đẳng giữa ông bà và cháu Bình đẳng giữa ông bà và cháu sẽ được diễn ra ông bà đối với cháu Và cháu đối với ông bà thì trong nội dung ông bà đối với cháu, các em chú ý cho cô là ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục con cháu, sống mẫu mực để cho con cháu noi theo. Cháu đối với ông bà phải có bổn phận kính trọng, biết ơn, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, kể cả ông bà nội ngoại. Nội dung tiếp theo là bình đẳng giữa anh, chị em. Anh, chị em phải có bổn phận yêu thương, chăm sóc, đùm bọc giúp đỡ nhau. Có nghĩa vụ đùm bọc nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện chăm nom, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục con. Với nội dung bình đẳng trong lao động, chúng ta cũng đến với hai ý. Thứ nhất, thế nào là bình đẳng trong lao động? Thứ hai, nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động vậy thế nào là bình đẳng trong lao động thì các em giúp cô nhớ lại nội dung thứ nhất bình đẳng trong lao động là bình đẳng giữa mọi công dân trong việc thực hiện quyền lao động thông qua việc tìm kiếm việc làm thứ hai là bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động nội dung thứ ba là bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước. Cô trò chúng ta đến với phần B, nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động. Thì trong nội dung này các em cần nhớ và nắm vững cho cô ba ý. Thứ nhất, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. Thứ hai, công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. Thứ ba, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. Chúng ta đến với nội dung đầu tiên là bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động. Vậy các em phải nhớ lại cho cô thế nào là quyền lao động? Quyền lao động là công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm. Có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng sức lao động nào, bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm nhằm đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta sang nội dung tiếp theo là bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. Vậy, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện như thế nào? Thì các em cần ghi nhớ cho cô những nội dung cơ bản sau. Công dân có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt bởi giới tính, dân tộc tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc, gia đình, thành phần kinh tế. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng. Cô trò chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. Vậy thế nào là bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động? Các em cần ghi nhớ cho cô những nội dung cơ bản sau. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động, các em cần nhớ cho cô, đó là nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái với thỏa ước lao động tập thể giao kết trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chuyển sang nội dung tiếp theo, bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam. Với nội dung bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ thì các em cần chú ý cho cô những nội dung cơ bản sau. Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về quyền trong lao động. Đó là bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm, bình đẳng về tiêu chuẩn độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện khác. Trong bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, các em đặc biệt chú ý cho cô, đó là lao động nữ thì được hưởng chế độ thai sản, người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Thì các em đặc biệt chú ý cho cô ở chỗ này. Đối với lao động nữ, tất cả những cái điều mà được ghi nhận trong pháp luật này thì không thể hiện cái sự bất bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. Không được sử dụng lao động nữ trong công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại. trò chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo trong tiết ôn tập ngày hôm nay đó là bình đẳng trong kinh doanh và các em cũng chú ý cho cô hai ý cơ bản trong bình đẳng trong kinh doanh đó là thế nào là bình đẳng trong kinh doanh và nội dung cơ bản của bình đẳng trong kinh doanh chúng ta đến với phần a nhỏ thế nào là bình đẳng trong kinh doanh vậy bình đẳng trong kinh doanh là mọi cá nhân tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh, hình thức kinh doanh đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang nội dung phần B nhỏ. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong kinh doanh thì các em chú ý cho cô những nội dung cơ bản sau. Thứ nhất, là mọi công dân có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, không bị phân biệt đối xử trong việc thành lập doanh nghiệp. Thứ hai, mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nội dung thứ ba, các em cần chú ý cho cô là mọi loại hình doanh nghiệp đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Nội dung thứ tư các em cần chú ý cho cô, là mọi doanh nghiệp đều có quyền mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, liên doanh với các tổ chức cá nhân khác. Nội dung thứ 5, các em cần chú ý cho cô. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh, ví dụ như nghĩa vụ đóng thuế, nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với nội dung cuối cùng của tiết ôn tập ngày hôm nay. Năm nhỏ, trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Và trong nội dung này các em chú ý cho cô. Nhà nước quy định trong hiến pháp và luật quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước có trách nhiệm tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong từng thời kỳ nhất định làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý mọi hành vi xâm hại quyền và lợi ích của công dân, nhà nước và xã hội. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã cùng Ôn lại nội dung kiến thức của chủ đề số 2, quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung của chủ đề. Chúng ta đến với câu hỏi số 1. Khẳng định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây? Phương án A: Hiến pháp. Phương án B: Bộ luật hình sự. Phương án C, Bộ luật Lao động. Phương án D, Bộ luật Dân sự. Các em chú ý quan sát cho cô, các từ chìa khóa sẽ được cô gạch chân màu đỏ. Và trong nội dung của điều 16 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi nhận mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, các em rất dễ nhận được đáp án đúng ở trong câu hỏi này. Đó chính là đáp án A, hiến pháp. Cô trò chúng ta đến với câu hỏi số 2. Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi phương án A: dân tộc, giới tính, độ tuổi, tôn giáo. Phương án B: dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo. Phương án C: thu nhập, độ tuổi, địa vị. Phương án D: độ tuổi, dân tộc, giới tính. Với câu hỏi số 2 thì các em chú ý cho cô những từ chìa khóa. Không bị phân biệt. Và với câu hỏi số 2 này là câu hỏi ở mức độ nhận biết. Trên các em sẽ dựa vào nội dung kiến thức trong sách giáo khoa và phần cô vừa ôn tập cho các em thì các em sẽ rất dễ nhận thấy đáp án đúng trong câu hỏi số 2 này. Đó chính là dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo. Và đáp án đúng trong câu hỏi Số 2 là đáp án B. Chuyển sang nội dung của câu hỏi số 3. Mọi công dân khi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khẳng định này là nội dung của khái niệm nào dưới đây? Phương án A: Công dân bình đẳng về trách nhiệm hình sự. Phương án B: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Phương án C: Công dân bình đẳng về trách nhiệm dân sự. Phương án D. Công dân bình đẳng về trách nhiệm hành chính. Và từ chìa khóa trong câu hỏi số 3 này, các em chú ý cho cô, đó là mọi công dân vi phạm pháp luật. Thì dựa vào phần lý thuyết, cô vừa ôn tập cho các em, thì các em sẽ nhận thấy phương án đúng trong câu hỏi số 3 này, đó chính là B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Cô trò chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi thứ tư. Bình đẳng giữa vợ và chồng thể hiện trong quan hệ nào dưới đây? Phương án A, tài sản chung và tài sản riêng. Phương án B, kinh tế và đạo đức. Phương án C, kinh tế và xã hội. Phương án D, nhân thân và tài sản. Các em chú ý cho cô phần từ khóa cô đã gạch chân. Vậy bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong hai mối quan hệ là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Vì vậy, đáp án đúng trong câu hỏi số 4 này chính là đáp án D, nhân thân và tài sản. Cô trò chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi số 5. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động? Phương án A tự do tự nguyện bình đẳng. Phương án B, không trái quy định của pháp luật. Phương án C, dân chủ, tự giác, tự do. Phương án D, thực hiện giao kết trực tiếp. Các em chú ý vào câu hỏi số 5 cho cô. Trong câu hỏi số 5, từ không cô để màu đỏ và gạch chân. Và đây là câu hỏi mang tính chất phủ định. Vì vậy, các em hết sức chú ý cho cô để tìm ra đáp án đúng trong câu hỏi này, tránh nhầm lẫn. Với câu hỏi số 5, các em chú ý cho cô từ chìa khóa, đấy chính là nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động. Ở phần lý thuyết, cô vừa ôn tập cho các em thì nguyên tắc hợp đồng lao động là tự do tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể, giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, đáp án đúng trong câu hỏi này chính là đáp án C, dân chủ, tự giác tự do. Cô trò chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi số 6. Mọi cá nhân tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật là bình đẳng trong Phương án A: lao động. Phương án B: kinh doanh. Phương án C: mua bán. Phương án D: sản xuất. Và từ chìa khóa trong câu hỏi này, các em chú ý cho cô là tham gia vào các quan hệ kinh tế. Vậy chúng ta dựa vào phần lý thuyết. Chúng ta vừa ôn ở đầu giờ học. Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế từ việc lựa chọn ngành, nghề đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Đáp án đúng trong câu hỏi số 6 này là đáp án B kinh doanh. Cô trò chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi tiếp theo, câu số 7. Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa anh, chị, em trong gia đình? Phương án A: Anh trai phải chịu trách nhiệm chính trong gia đình. Phương án B: Đùm bọc nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ. Phương án C: Phân biệt đối xử giữa các anh chị em trong gia đình. Phương án D: có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn và hiếu thảo đối với cha mẹ. Ở câu hỏi số 7 này, các em chú ý cho cô từ chìa khóa. Đó là bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình. Và với câu hỏi số 7 này, các em sẽ dựa vào nội dung kiến thức bình đẳng giữa anh chị em để giải quyết. Anh chị em có bổn phận yêu thương, chăm sóc, đùm bọc, giúp đỡ nhau nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy đáp án đúng trong câu hỏi số 7 này chính là đáp án B, đùm bọc nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ. Cô trò chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 8. Câu 8. A B N X đi xe máy vượt đèn đỏ. Cả bốn đều bị cảnh sát giao thông lập biên bản và xử lý với mức phạt như nhau. Điều này thể hiện công dân bình đẳng. A. Trước pháp luật. B. Khi tham gia giao thông. C. Về quyền và nghĩa vụ. D. Về trách nhiệm pháp lý. Với câu hỏi này các em chú ý cho cô những từ chìa khóa. Cả bốn người đều bị cảnh sát giao thông lập biên bản và mức phạt như nhau. Các em chú ý cho cô từ như nhau. Vậy, với câu hỏi này, thì chúng ta sẽ lấy nội dung lý thuyết về bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đáp án chính xác của chúng ta ở đây là đáp án D. Về trách nhiệm pháp lý. Cô trò chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi của câu hỏi số 9. Nội dung nào dưới đây không nói về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ? Trong câu hỏi này, các em chú ý cho cô chữ không đã được gạch chân. Đây là một câu hỏi ở dạng phủ định. Phương án A, học tập. Phương án B, làm từ thiện. Phương án C, bảo vệ Tổ quốc. Phương án D, lao động. Vậy ở câu hỏi này, các em chú ý cho cô. Ba phương án trả lời A, C và D. Đây là ba phương án hiện vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Vì vậy, chúng ta rất dễ nhận thấy đáp án đúng trong câu hỏi này. Đó chính là đáp án B, làm từ thiện. Cô trò chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi số 10. Câu hỏi 10. Thấy trong hợp đồng lao động của mình, ký với giám đốc công ty có điều khoản trái pháp luật lao động, anh T đã đề nghị sửa và được chấp nhận. Tình huống trên thể hiện bình đẳng ở nội dung nào dưới đây? Phương án A. Giao kết hợp đồng lao động. Phương án B. Giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động. Phương án C. Dân chủ trong lao động. Phương án D. Thực hiện quyền lao động. Với nội dung câu hỏi 10, các em chú ý cho cô những từ chìa khóa. Đó là trái pháp luật lao động và đề nghị sửa và được chấp nhận. Vậy với câu hỏi này, các em chú ý cho cô phần lý thuyết ở phần giao kết hợp đồng lao động. Vậy nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, phương án đúng ở đây chính là phương án A, giao kết hợp đồng lao động. Cô trò chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11. Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng trong lao động? Phương án A, giao kết hợp đồng lao động. Phương án B, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. Phương án C, thực hiện quyền lao động. Phương án D, làm công việc gia đình. Với nội dung câu hỏi của số 11, các em chú ý cho cô chữ không đã được gạch chân và tô đỏ. Đây là một câu hỏi phủ định. Vì vậy các em chú ý đáp án để tránh nhầm lẫn. Với câu hỏi số 11, các em chú ý cho cô phần lý thuyết. Nội dung bình đẳng trong lao động bao gồm thực hiện quyền lao động trong giao kết hợp đồng lao động và giữa lao động nam và lao động nữ. Vì vậy, đáp án đúng trong câu hỏi số 11 này chính là D làm công việc gia đình. Vì làm công việc gia đình không nằm trong nội dung bình đẳng trong lao động. Cô trò chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 12. Do mâu thuẫn với giám đốc công ty, chị H đang nuôi con nhỏ dưới 10 tháng tuổi bị giám đốc điều chuyển sang công việc nặng nhọc hơn so với lao động nam. Trong trường hợp này, giám đốc công ty đã vi phạm nội dung nào về bình đẳng trong lao động? Ở câu hỏi số 12 này, các em chú ý cho cô những từ chìa khóa. Với nội dung câu hỏi số 12 này, các em chú ý cho cô phần lý thuyết. Đó là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Đối với lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người sử dụng lao động không được ký kết hợp đồng lao động đối với lao động nữ trong một số công việc nặng nhọc độc hại. Vì vậy, đáp án chính xác trong câu hỏi số 12 này, các em chú ý cho cô, đấy chính là giữa lao động nam và lao động nữ, đáp án A. Chuyển sang nội dung câu hỏi số 13. Chị A giấu chồng thế chấp mua nhà của hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh phát hiện sự việc chồng chị a là anh s đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn bức xúc chị bỏ về nhà mẹ đẻ sống chị a và anh s cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây phương án a sản xuất và kinh doanh phương án b tài chính và thương mại. Phương án C, hôn nhân và gia đình. Phương án D, hợp tác và đầu tư. Với câu hỏi số 13, các em chú ý cho cô những từ chìa khóa mà cô gạch chân. Chúng ta đi phân tích từng nhân vật một. Thứ nhất là chị A đã giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng. Chị A đã vi phạm vào quan hệ tài sản. Anh S đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh. Anh S đã vi phạm vào quan hệ nhân thân. Và vi phạm à, quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là vi phạm vào quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Đáp án chính xác ở đây là đáp án C, hôn nhân và gia đình. Cô trò chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 14. Bạn P do đang đi học đại học chính quy nên được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Bạn Q lao động tự do ở nhà nên đã nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Nhưng cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Vậy, đó là bình đẳng nào dưới đây? Phương án A, trách nhiệm với xã hội. Phương án B, quyền và nghĩa vụ. Phương án C, trách nhiệm với tổ quốc. Phương án D, thực hiện trách nhiệm pháp lý. Với câu hỏi số 14 này, các em chú ý cho cô những từ chìa khóa. Đang đi học đại học chính quy, tạm hoãn gọi nhập ngũ, lao động tự do ở nhà, nhập ngũ. Với câu hỏi số 14 này, các em chú ý cho cô là theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, bạn P thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, còn bạn Q thì không, vì bạn P đang học đại học chính quy, còn bạn Q đang lao động tự do ở nhà. Vì vậy, với câu hỏi số 14 này, đáp án đúng là B quyền và nghĩa vụ. Cô trò chúng ta chuyển sang câu hỏi số 15. Tòa án nhân dân tỉnh Ca quyết định áp dụng hình phạt tù đối với ông S là cán bộ có chức quyền trong tỉnh về tội tham mô tài sản. Cùng chịu hình phạt tù còn có hai cán bộ cấp dưới của ông S. Hình phạt của tòa án áp dụng là biểu hiện của công dân bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây? Phương án A Nghĩa vụ bảo vệ tài sản. Phương án B, trách nhiệm pháp lý. Phương án C, nghĩa vụ công dân. Phương án D, chấp nhận hình phạt. Với nội dung câu hỏi số 15 này, các em chú ý cho cô những từ chìa khóa sau. Áp dụng hình phạt tù. Cán bộ có chức quyền cùng chịu hình phạt tù. Hai cán bộ cấp dưới. Với nội dung câu hỏi số 15 thì các em lưu ý cho cô ở phần lý thuyết, bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chỗ này các em lưu ý cho cô là khi vi phạm ở mức độ như nhau thì phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau. Vì vậy, ông S và hai cán bộ cấp dưới đều cùng phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đáp án chính xác của câu hỏi số 15 là đáp án B, trách nhiệm pháp lý. Cô trò chúng ta cùng chuyển sang nội dung câu hỏi số 16. Câu hỏi số 16. Anh M, chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng bà B, mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bị đặt nói xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C, mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh dự của bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Phương án A: anh M, chị X và bà B. Phương án B: anh M, chị X và bà C. Phương án C: anh M và bà B. Phương án D: anh M bà B và bà C. Với nội dung câu hỏi số 16, các em chú ý cho cô. Câu hỏi hỏi về vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Đây là một câu hỏi tình huống. Rất nhiều nhân vật trong câu hỏi tình huống đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với câu hỏi này chỉ hỏi về vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân. Vì vậy các em hết sức chú ý cho cô ở phần trả lời đáp án chúng ta đi phân tích với những từ chìa khóa mà cô gạch chân thì chúng ta chú ý cho cô anh m vi phạm vì ép vợ là chị x phải nghỉ việc ở nhà bà b vi phạm vì bịa đặt nói xấu con bà c bôi nhọ danh dự của bà b nhưng không vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình chị m bị ép buộc nên không vi phạm vì vậy trong tình huống này anh M và bà B đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Đáp án chính xác ở câu hỏi số 16 là đáp án C. Anh M và bà B. Chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 17. Anh M và anh Quy cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đủ điều kiện theo quy định. Anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông c giúp đỡ ông c đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền là chị s làm giả một số giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ rồi cấp phép kinh doanh cho anh m thấy anh m được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đầy đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép anh quy đã tung tin anh m chuyên bán hàng giả những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh Phương án A, anh M, ông C và chị S. Phương án B, anh M, ông C và anh Q. Phương án C, ông C, chị S và anh Q. Phương án D, anh M, ông C, chị S và anh Q. Ở nội dung câu hỏi số 17. Các em chú ý cho cô những từ chìa khóa. Câu hỏi là những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh. Và cô giúp các em tìm một số những từ chìa khóa trong câu hỏi số 17 này. Thứ nhất, cùng nộp hồ sơ. Thứ hai, là anh M đã nhờ lãnh đạo cơ quan chức năng là ông C giúp đỡ. Ông C chỉ đạo nhân viên dưới quyền là chị S làm giả một số giấy tờ hoàn thiện hồ sơ rồi cấp phép cho anh m vì vậy anh m vi phạm vì hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký kinh doanh nhờ người làm giả giấy tờ ông c và chị s vi phạm vì chỉ đạo và làm giả hồ sơ kinh doanh anh quy tung tin đồn anh m chuyên bán hàng giả nhưng vi phạm anh Quy tung tin đồn, anh M chuyên bán hàng giả nhưng không vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh. Vì vậy, đáp án chính xác trong câu hỏi số 17 này là đáp án A, anh M, ông C và chị S. Câu hỏi số 18. Anh M và chị H là hai vợ chồng cùng làm việc trong công ty Z. Vì con hay đau ốm, anh M đã yêu cầu chị H nghỉ việc chăm con và lo cho gia đình. Chị Mờ cho rằng con là trách nhiệm của cả hai vợ chồng nên bảo chồng cùng thay nhau xin nghỉ để chăm sóc con và chị không muốn nghỉ việc. Nghe con dâu nói vậy, mẹ anh Mờ đã nhờ giám đốc công ty Z sa thải chị H và được giám đốc chấp thuận. Ai vi phạm quyền bình đẳng trong lao động? Với câu hỏi số 18 này, các em chú ý cho cô những từ chìa khóa với những từ chìa khóa trong tình huống số 18 thì cô cùng các em sẽ đi giải thích từng nhân vật. Trong nội dung câu hỏi của câu số 18 ai vi phạm quyền bình đẳng trong lao động? Thì chúng ta sẽ xét từng nhân vật một. Chị H không vi phạm quyền bình đẳng trong lao động. Mẹ anh M có vi phạm nhưng không thuộc vi phạm trong lĩnh vực lao động. Anh M yêu cầu chị H nghỉ việc ở nhà để chăm con, vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong hôn nhân và gia đình. Giám đốc công ty Z vi phạm vì đã sa thải chị M khi không có lý do chính đáng. Do vậy, đáp án đúng của câu hỏi số 18 là đáp án C, giám đốc công ty Z. Tiết ôn tập của cô trò chúng ta đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở chủ đề 3 công dân với các quyền tự do cơ bản